Những ngày gần đây thì nghêu giống và cá kèo giống đã xuất hiện trong khu vực vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn và xung quanh vườn, nhất là người dân xã Đất Mũi đã tự ý khai thác nghêu giống và cắm đăng để bắt cá kèo giống, nguy cơ xâm hại hệ sinh thái khu bảo tồn này. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã ra thông báo yêu cầu các tổ chức cá nhân không khai thác nghêu giống trái phép trên địa phận của vườn quốc gia Mũi Cà Mau, nhất là việc khai thác nghêu sử dụng bằng phương tiện máy hút gây mất an ninh trật tự tại khu vực bãi nghêu. Đồng thời yêu cầu những người làm đăng để bắt cá kèo giống trên khu vực biển thuộc vườn quốc gia phải tháo dỡ đăng để đảm bảo dòng chảy. Theo nhận định của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, thời gian tới, số lượng người và phương tiện thu bắt nghêu và cá kèo giống sẽ còn tăng lên, làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái của vườn và gây mất an ninh trật tự. Dù đã vượt mốc 100.000 đồng mỗi kg lợn hơi ở một số địa phương, đắt đỏ nhất trong lịch sử, song giá lợn hơi hôm nay ngày 27 tháng 5 vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tại miền Bắc thì giá lợn hơi tiếp tục lập kỷ lục mới, lên tới 105.000 đồng một kg. Trong khi đó thì ở miền Trung và miền Nam, lợn hơi vẫn đang liên tiếp tăng giá, phổ biến xung quanh mốc là 100.000 đồng một kg. Như chúng tôi đưa tin, thời gian qua thì công tác chặn bắt lợn Thái Lan nhập lậu tại các khu vực biên giới thì đang làm rất quyết liệt. Trong khi nguồn cung lợn trong nước thì đã cạn kiệt, lượng lợn về các chợ đầu mối, nhất là chợ đầu mối gia súc Bình Lục Hà Nam đã giảm mạnh. Đây có thể là nguyên nhân khiến giá lợn hơi tiếp tục tăng không có điểm dừng. Giá lợn hơi miền Bắc hôm nay tiếp tục đạt đỉnh mới, lên 105.000 đồng 1 kg tại Hưng Yên. Tiếp theo là Ninh Bình lên 102.000 đồng 1 kg. Hôm nay có thêm Phú Thọ trở thành địa phương thứ 7 có giá lợn hơi từ 100.000 đồng kg trở lên, gồm Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Tuyên Quang. Các địa phương còn lại của miền Bắc cũng trong khoảng 95 đến 99.000 đồng 1 kg. Hôm nay, giá lợn hơi miền Trung Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 93 đến 98.000 đồng 1 kg, thấp nhất là Ninh Thuận ở mức 90.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng và Khánh Hòa vẫn cao nhất vùng 97 đến 98.000 đồng 1 kg. Bình Thuận và Đắk Lắk 96.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại dao động trong khoảng từ 93 đến 95.000 đồng 1 kg. Miền Nam hôm nay ghi nhận có nhiều địa phương giá ở mức 100.000 đồng 1 kg. Chủ yếu vẫn thuộc miền Tây, gồm Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Cần Thơ. Hai tỉnh thuộc miền Đông cùng có giá 100.000 đồng 1 kg là Đồng Nai và Vũng Tàu. Các tỉnh còn lại chủ yếu trong khoảng từ 96 đến 98.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh và một vài địa phương giá thấp nhất cũng 95.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay thì bệnh dịch tả lợn châu Phi đã tái phát tại 155 xã của 20 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần 4.000 con lợn. Và nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát thì lây lan diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng đàn lợn trong bối cảnh đang thiếu nguồn cung nghiêm trọng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện nội dung này. Văn bản được gửi tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 20 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bà Rịa Vũng Tàu. Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, một là thành lập ngay các đoàn công tác, cử các tổ cán bộ kỹ thuật đến trực tiếp các địa phương có ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày, xử lý triệt để ổ dịch, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng. 2. Là chủ động phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường. 3. Là tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển, buôn bán lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo khung lịch thời vụ hiện đang vào thời điểm làm đất, gieo trồng vụ lúa hè thu. Thế nhưng hiện vẫn có nhiều diện tích không thể gieo xạ được vì thiếu nước do nắng hạn kéo dài. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cánh đồng lúa hợp tác xã Tây Xuân, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Nắng hạn, nguồn nước từ các kênh mương dẫn vào đồng ruộng đều khô cạn, không thể gieo xạ được, bà con phải chuyển đổi sang cây trồng khác. Cái năm khác á, là vụ hè thu này là mình chuyển qua mình trồng lúa, không? Diện tích của mình ở đây là 5 sao. Nhưng mà hôm nay là mùa này là cổ nước, nên chỉ là phải chuyển qua trong màu. Chuyển qua trong kiều đây mà không biết là sao nay cổ nước không biết kiều nó có thu hoạch được không á là mất mùa đây nữa. Do không chủ động được nguồn nước tưới, 100 hecta đất lúa hè thu của thị xã Hương Trà không thể gieo xạ được, phải chuyển đổi sang cây trồng khác. Khơi thông các cái dòng chảy, tổ chức chuyển đổi một số diện tích cây trồng trên cái vùng cao này. Không chỉ ở Hương Trà mà 320 hecta đất lúa tại các xã vùng gò đồi phía Tây của huyện Phong Điền do không chủ động được nước tưới cũng đang có nguy cơ bỏ hoang. Đối với những cái diện tích mà không có thể làm lúa được thì dứt khoát là phải chuyển đổi sang các loài cây trồng càng, có thể là làm đầu độ các loài. Rồi thậm chí những nơi nào mà bà con có thể có điều kiện thuận lợi về mặt kỹ thuật thì có thể làm dưa các loại hoặc là làm rau. Thì đó là những cái cây trồng càng mà có thể là sử dụng nước ít hơn. Ước tính vụ hè thu năm 2020, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 2.000 hecta đất sản xuất không thể trồng lúa do thiếu nước vì nắng hạn kéo dài. Hiện nay thì tỉnh Lâm Đồng cũng đang bước vào thời gian khô hạn gay gắt nhất. Ở một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Không ít hộ đã phải mua nước giá cao để dùng hàng ngày. Và để giúp người dân vượt qua khó khăn trong mùa khô hạn thì một nhóm thanh niên thiện nguyện ở thị trấn D'Ran của huyện Đơn Dương đã tình nguyện cung cấp nước sinh hoạt miễn phí. Và phóng sự ngắn ngay sau đây sẽ giúp khán giả hiểu thêm về việc làm hết sức ý nghĩa của nhóm thanh niên này. Cứ 3 giờ chiều mỗi ngày, hơn chục đoàn viên thanh niên của Phú Thuận 1, Phú Thuận 2 ở thị trấn D'Ran, huyện Đơn Dương do anh Nguyễn Minh Dũng làm trưởng nhóm lại tập hợp đông đủ. Sau chừng 5 phút trao đổi về công việc cần thiết, họ nhanh chóng tản ra, người đi lấy xe tải nhỏ, người đi liên hệ với những hộ dân có giếng khoan nước gần đó để xin nước. Khi những chiếc xe tải nhỏ, xe ben tập hợp đông đủ, mọi người nhanh chóng vào việc. Chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ, 6 chiếc bồn chứa đầy áp nước nằm trên 5 chiếc xe tải nhỏ bắt đầu di chuyển ra khắp các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn D'Ran, những nơi đang thiếu nước sinh hoạt. Cả tuần nay là cả em ở dưới Phú Thuận rồi tổ chức đưa cái xe nước mà nước sạch rất là trong về cho bà con ở đây, thì nói chung là cả cô và bà con ở đây mừng vô cùng và rất là cảm động. Nắng hạn gay gắt từ những ngày đầu tháng 5, nhiều nước giếng tại thị trấn D'Ran đã khô cạn. Trong khi đó, nhà máy cấp nước sinh hoạt của thị trấn không đủ công suất để đáp ứng nhu cầu của người dân. Để có nước sinh hoạt, nhiều hộ dân phải đi mua, vừa tốn tiền, vừa không đảm bảo chất lượng. Trước tình hình khó khăn, thiếu thốn về nước sinh hoạt, anh Nguyễn Minh Dũng cùng với một số đoàn viên thanh niên hiện sinh sống trên địa bàn Phú Thuận 1, Phú Thuận 2 đã thành lập một nhóm tình nguyện đứng ra kêu gọi, vận động anh em tham gia đóng góp tiền mua bồn chứa nước, huy động xe tải nhỏ của mỗi gia đình đến vận chuyển nước sạch cấp miễn phí cho các khu dân cư trên địa bàn. Từ 5 thành viên ban đầu, đến nay nhóm đã có gần 20 người. Thì cũng thấy những cái người họ bị thiếu nước, tiền thì không có, còn nước sạch thì bị cúp. Kiểu như là mùa hạn hán thì không có nước để xài. Anh em tụi em ai cũng thấy là hạnh phúc, cũng vui, đi hỗ trợ được nhiều người thì cũng rất là vui. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo, trên từng gương mặt của các bạn đoàn viên, thanh niên, họ không quản ngại trời nắng nóng, đường xá xa xôi để đưa nước sạch đến với bà con nhân dân. Có thể nói là qua tinh thần đó thì địa phương cũng rất là ghi nhận về cái nghĩa cử cao đẹp của cái thanh niên thị trấn D'Ran. Giá lợn hơi tăng cao và đạt tới mốc kỷ lục chưa bao giờ có trong lịch sử ngành chăn nuôi của Việt Nam, đồng thời vượt xa mọi dự báo, thậm chí là nhiều người chăn nuôi còn phải thốt lên rằng thị trường thịt lợn đang diễn biến điên đảo và không ai có thể đoán định nổi. Vâng, một câu hỏi được đặt ra lúc này là ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho vấn đề thịt lợn tăng ghê gớm suốt nhiều tháng qua? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Ông Dũng cho biết, giá lợn hơi tăng cao kỷ lục như hiện nay có lỗi từ cấp quản lý vĩ mô. Tôi nghĩ là cái lỗi này thì do vấn đề quản lý. Tôi thấy nó chưa sót thế này. Năm ngoái năm kia thì Việt Nam thì thịt lợn thì cho không ai lấy. Nhưng mà đến năm nay thì lại phải đi nhập khẩu. Thế tôi thấy chưa sót được cái điều đấy. Nhiều ý kiến khác cho rằng việc giá lợn hơi tăng cao đến mức không thể tưởng tượng của ngày hôm nay là do sự yếu kém trong khâu tổ chức tái đàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cho nên tôi chọn đánh giá rằng tôi nhất trí cao là cái sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp thực sự lúng túng và thiếu tầm chiến lược, dẫn tới sự khủng hoảng về giá thịt lợn hiện nay và đặc biệt dẫn tới khó khăn cho các hộ chăn nuôi trong tái đàn. Tình hình đã khó khăn như thế thì có những hiện tượng như thế là bất tuân thượng lệnh. Các công ty đều tăng giá như nhau trong cùng một ngày. Phải chăng đây là có sự liên kết ngang vi phạm luật cạnh tranh ở trong này? Lợi dụng tình hình như thế này, bảo nhau mà tăng giá. Nhiều ý kiến khẳng định giá lợn hơi sẽ còn tăng cao trong nhiều tháng tới do hiện nay việc tái đàn diễn ra rất chậm do người dân đã cạn vốn và khó mua được lợn giống. Bây giờ mới nhập giống cầu kỵ, xin thưa với anh rằng 2 năm sau mới có con giống. Cho nên không như dự báo của một số các anh rằng quý 3, quý 2 là nó có đâu, không có đâu. Vì từ con cụ kỵ ít nhất cũng phải 12 tháng sau thì mới đẻ ra con bố mẹ, con ông bà. Con ông bà bắt đầu cũng lại phải như vậy, 12 tháng sau mới phối giống thành 16 tháng thì mới có con bố mẹ. Chứ còn không thể có vào cuối quý 2 đầu quý 3 như ý các anh ấy đâu, không có đâu. Thì tôi thấy nó có một cái điều là nghịch lý nó thế này này. Thì ông nhà nước thì kêu gọi là tái đàn. Đấy, nhưng mà lại yêu cầu là giảm giá. Đấy, thì như vậy thì cái người chăn nuôi thì họ cũng không mặn mà đến cái việc họ tái đàn. Về con số thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo, tổng đàn lợn cả nước chỉ giảm khoảng 20% do dịch tả châu Phi và hiện nay việc tái đàn đang diễn ra rất mạnh, đạt trên 80%. Nhiều ý kiến khẳng định không đồng tình với con số thống kê này. Thời điểm này thì giá lợn hơi tại Thái Lan đang trong khoảng là từ 60 cho đến 70 baht 1 kg, với giá tiền Việt thì chỉ trên dưới 50.000 đồng 1 kg. Theo các thương lái, nếu chính phủ và các bộ liên quan cho phép nhập khẩu thịt lợn đông lạnh, nhập khẩu lợn giống thì cũng hoàn toàn có thể tính đến phương án là cho phép nhập khẩu lợn hơi tươi sống từ Thái Lan về Việt Nam để có thể giảm áp lực thiếu nguồn cung. Từ đó thì giảm giá thịt lợn trong nước, bởi giá lợn sẽ không thể hạ nhiệt trong thời gian tới nếu như không có các giải pháp kịp thời tăng nguồn cung thịt. Vâng, một trong những lý do khiến lợn hơi tươi sống chưa được nhập khẩu về Việt Nam chính là lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia chăn nuôi, hiện tại Việt Nam thì cũng đang có tới 20 tỉnh thành có dịch, nhiều nơi chưa qua 30 ngày, nhưng chúng ta cũng đang khống chế rất tốt. Đồng thời, nếu làm tốt các biện pháp phòng dịch, cách ly an toàn tại biên giới trước khi đưa vào nội địa, thì hoàn toàn có khả năng cho phép nhập khẩu lợn tươi sống về Việt Nam. Nếu làm được điều này, giá thịt lợn sẽ lập tức giảm xuống. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua thì nắng nóng đỉnh điểm cũng đã làm chết nhiều con lợn của thương lái trong quá trình vận chuyển đường dài. Nguyên nhân là do giá lợn hơi tăng cao kỷ lục, có nơi đã vượt mốc là 105.000 đồng 1 kg và đã tạo ra sức hấp dẫn quá lớn cho các thương lái lùng sục khắp nơi để có thể thu gom lợn phục vụ cho thị trường. Rất nhiều trong số này là lợn từ miền Nam vận chuyển đường dài ra ngoài Bắc đã không chịu được nắng nóng. Vâng, và nhiều người chăn nuôi thì đã phải thốt lên rằng thị trường thịt lợn tại Việt Nam đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Bây giờ mua thịt lợn phải tính bằng đô la Mỹ. Và cụ thể trong tuần qua thì giá lợn hơi đã đạt tới 4,5 đô la Mỹ 1 kg, tương đương là 105.000 đồng. Còn thịt lợn bán lẻ có loại đạt 15 đô la Mỹ, tương đương là 400.000 đồng 1 kg. Đây là mức cao bậc nhất thế giới. Ngay lúc này thì cứ một con lợn tạ bán ra sẽ thu về hơn 10 triệu đồng, tương đương là gần 2 tấn thóc. Lợn đắt như vàng nên người nuôi và thương lái dùng mọi cách để bảo vệ chúng khỏi bị nắng nóng. Ghi nhận nhanh của phóng viên của chúng tôi thực hiện. Nếu sống như thế này là 96.000 một cân hơi, nhưng mà chết bây giờ ấy là cái bọn buôn nó đến nó mua cái móc hàm không, là chỉ có coi như là không có ruột ấy, là chỉ có 45.000 cân. Thế nên lúc nào cũng phải tắm nước này cho nó mát này. Con lợn được mười mấy triệu con lợn thì không may không tắm rửa nó chết thì lỗ vốn. Lợn người chết thì không mất tiền, lợn mua chết thì mất tiền. Cứ phải tắm lợn ra chứ người đóng mà chịu. Ở đây nước non thì điện quạt đủ thứ. Thế trong đó là nhà nước công bố là cứ là giảm giá lợn xuống bình ổn giá để thương lái mua đỡ, nhưng mà lại càng cao lên, giờ lợn 100.000 nơi. Cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định cuối quý 2, đầu quý 3 thì cái cung có thể đáp ứng được khoảng trên dưới 90% của cái cầu thịt lợn. Bây giờ là đúng thời điểm quý 2, thế nhưng giá lợn không giảm mà còn tăng cao chót vót. Vì nó thiếu thì nó mới cao chứ làm sao mà không thiếu cung mà không thiếu làm sao mà coi như là giá nó cao được. Nhà nước bảo như thế nhưng mà thị trường thì không có lợn. Ui, nhà nước thì làm ăn làm sao chứ lợn khó mua quá. 100 cái nồi. Hôm trước thì công bố là giá nó sẽ giảm xuống 60, lại lên 70, lên 80, lên 90, giờ lên 10. Không có biết đâu, chỉ biết là cứ bảo là nhập khẩu với giá xuống đâu. Nó đắt lên rồi. Hai giải pháp để ổn định nguồn cung thịt lợn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cam kết cho thực hiện triệt để từ cuối năm ngoái. Đó là đẩy mạnh tái đàn và nhập khẩu thịt lợn đều không có hiệu quả. Có cho vay được một tái được giảm, giờ nhà tao có mấy cái trại bờ rô kia, cầm cho ai, cầm ngân hàng rồi, ai cầm cho mà mua, mà lấy trống mà mua. Giờ 2,8 triệu con lợn thì lấy tiền đâu mà thằng bán cám thì bảo bán cái mày lấy gì mà giả tao. Thì lấy đâu ra cám mà nuôi. Nó nằm lên người, nó nóng sực hết cả lên. Những con lợn bị kiệt sức vì nắng nóng. Giải pháp được lựa chọn là cho lợn xuống để hạ nhiệt. Nguồn cung khan hiếm, cộng với chi phí vận chuyển và tiền mua nước, tiền điện chạy quạt làm mát đã đẩy giá lợn hơi lập kỷ lục ở tuần vừa qua, dao động từ 96.000 đồng đến 105.000 đồng 1 kg. Chi phí đây là nguyên về, đây là coi như đã là bán ra đã 10, chúng tôi lại về nữa. Chúng tôi mua đây giá coi như 10, 100 với 102.000 cân hơi. Dân bảo lên tivi mua thịt, mua lợn, nhưng mà không có. Trong nhân dân không có lợn.